Kính chào quý thính khán giả quay trở lại với kênh Bước Chân Phật Pháp. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài tấn lộc. Các video trên kênh Bước Chân Phật Pháp đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép re-up dưới mọi hình thức. Sau đây sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phụ nữ có nốt ruồi mọc ở 3 vị trí này là điềm báo may mắn không giàu cũng phú quý. Bạn có không? Theo kinh nghiệm của người xưa thì những vị trí này mà có nốt ruồi là điềm báo may mắn. Ở góc độ khoa học thì nốt ruồi là do các tế bào sắc tố phát triển mạnh thành từng cụm nên tạo thành một đốm, nốt, mảng màu sẫm hơn phần da xung quanh. Nốt ruồi có màu đen, có màu đỏ. Khi nốt ruồi có màu đỏ thì được gọi là nốt ruồi son. Thông thường nốt ruồi thường có xu hướng xuất hiện ở những vùng da hay tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Cũng vì lý do này, bạn càng phơi nắng, tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, càng có xu hướng có nhiều nốt ruồi trên cơ thể. Ở góc nhìn nhân tướng học và phong thủy, thì nốt ruồi là điềm báo cho tính cách, tài vận, sự giàu có, tình duyên. Khi nốt ruồi mọc ở 3 vị trí dưới đây, thì được cho là may mắn. 1. Là nốt ruồi mọc ở gò má. Nốt ruồi mọc ở gò má được cho là đem lại nhiều may mắn, sự nghiệp hanh thông. Những người có nốt ruồi ở vị trí này thường là người bản lĩnh, chủ động. Người có nốt ruồi ở má thường khá giỏi giao tiếp, dễ giao lưu, kết bạn và khá thu hút người khác giới. Trong tình cảm, người này còn được cho là khá đào hoa, có nhiều người theo đuổi yêu thương. Nếu họ chọn đúng người thì hôn nhân sẽ viên mãn hạnh phúc. Phụ nữ có nốt ruồi ở gò má thường sẽ được chồng yêu thương. Nếu bạn may mắn sở hữu một nốt ruồi tinh tế trên gò má, đó không chỉ là dấu hiệu của vẻ đẹp tự nhiên, mà còn là dấu hiệu của sự giàu có và phúc lộc trong cuộc sống. Theo quan niệm phong thủy, nốt ruồi mọc ở vị trí này không chỉ đem lại may mắn về tài lộc, mà còn ẩn chứa trong đó những khả năng và phẩm chất đặc biệt. Người có nốt ruồi ở gò má thường là những người bản lĩnh, chủ động trong sự nghiệp. Họ tỏ ra linh hoạt và tháo vát trong mọi tình huống và dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khả năng giao tiếp tốt giúp họ dễ dàng kết bạn và thu hút người khác giới. Trong mối quan hệ, những người có nốt ruồi ở gò má thường được xem là đào hoa và có sức hút lớn đối với đối tác tình cảm. Tuy nhiên, nếu họ biết lựa chọn đúng người, hôn nhân của họ sẽ được hạnh phúc và viên mãn, với sự hỗ trợ và yêu thương từ phía người bạn đời. Với nốt ruồi ở gò má, không chỉ là dấu hiệu của sự quyến rũ và may mắn trong tình yêu, mà còn là điềm báo về sự giàu có và thịnh vượng. Điều này thể hiện một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và phúc lộc trời ban, tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa và đầy tiềm năng. 2. Là nốt ruồi ở mũi. Trong tướng số, mũi được xem như cung tài lộc. Mũi biểu thị cho sự giàu có và khả năng quản lý tài chính. Người có dáng mũi tròn, đầy đặn và có nốt ruồi sẽ là biểu tượng của sự giàu có, tốt lành, biết kiếm tiền và quản lý tài chính tốt. Tuy nhiên, điều này cũng còn phụ thuộc vào vị trí nốt ruồi xuất hiện trên mũi. Nốt ruồi ở sống mũi thường có xu hướng đem đến nhiều may mắn, tài lộc hơn so với ở cánh mũi. Trong những quan niệm phong thủy cổ xưa, mũi không chỉ là bộ phận của khuôn mặt mà còn là biểu tượng của sự giàu có và tài lộc. Mũi được coi là cung tài lộc, đồng thời cũng phản ánh khả năng quản lý tài chính của mỗi người. Nếu bạn may mắn sở hữu một dáng mũi tròn, đầy đặn và kết hợp với nốt ruồi, đó chính là dấu hiệu của sự giàu có và thành công trong việc kiếm tiền và quản lý tài chính. Dáng mũi này thường biểu thị cho người có khả năng biến ý định thành hành động và sẵn lòng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng vị trí của nốt ruồi trên mũi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá sự may mắn và tài lộc. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở sống mũi, điều này thường được coi là dấu hiệu của sự may mắn và phúc lộc, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thịnh vượng và giàu sang. Tóm lại, mũi không chỉ là nơi biểu thị vẻ đẹp của khuôn mặt mà còn là dấu hiệu của sự thành công và may mắn trong cuộc sống. Kết hợp với nốt ruồi, mũi trở thành biểu tượng của sự giàu sang và phúc lộc, mang lại cho người sở hữu một cuộc sống thịnh vượng và đầy ý nghĩa. 3. Là nốt ruồi ở cằm. Cằm phụ nữ có nốt ruồi thường biểu trưng cho phúc lộc và may mắn, đặc biệt nếu nốt ruồi bên cằm trái. Những người có nốt ruồi ở cằm thường thuận lợi cả về công danh sự nghiệp cũng như tình duyên, hôn nhân. Những người có nốt ruồi ở cằm thể hiện sự giàu có về tài sản đất đai.
họ cũng là người có tính cách sôi nổi. Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ thích chấm nốt ruồi để tạo phong thủy tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý tài vận và sự giàu có không chỉ dựa vào nốt ruồi mà phải dựa vào năng lực, cách sống và sự nỗ lực trong đời sống. Do đó, những thông tin về tướng học cũng chỉ là tham khảo. Nên lưu ý khi tẩy hoặc chấm thêm nốt ruồi, cần tìm nơi uy tín tránh biến chứng. Nốt ruồi trên cằm của phụ nữ không chỉ là một dấu hiệu bí ẩn mà còn là biểu tượng của phúc lộc và may mắn, đặc biệt khi nó xuất hiện ở cằm trái. Điều này thường được coi là một điềm báo tích cực, cho thấy sự thuận lợi về cả công danh sự nghiệp và mảnh đời tình duyên. Người có nốt ruồi trên cằm thường được cho là có khả năng thu hút về tài sản và địa vị xã hội. Họ thường tỏ ra sôi nổi, năng động và sẵn lòng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại ngày nay, nhiều phụ nữ đã trở nên quan tâm đến phong thủy và thường chấm thêm nốt ruồi để tạo ra một cân bằng tốt hơn trong cuộc sống. Tuy vậy, quan điểm cần nhớ là tài vận và sự giàu có không chỉ dựa vào nốt ruồi mà còn phụ thuộc vào năng lực, cách sống và sự nỗ lực trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, thông tin về tướng học chỉ nên được coi là một phần tham khảo và không nên quá phụ thuộc vào nó. Khi muốn tẩy hoặc chấm thêm nốt ruồi, việc tìm kiếm nơi uy tín là rất quan trọng để tránh gặp phải các vấn đề không mong muốn. Điều quan trọng nhất vẫn là sống một cuộc sống có ý nghĩa và đầy đủ, không phụ thuộc quá nhiều vào những dấu hiệu bên ngoài. 10 nét tướng của người phụ nữ giàu phúc khí, càng nhiều tuổi càng giàu có vinh hoa, chồng con được nhờ. Theo kinh nghiệm của người xưa, những phụ nữ có nét tướng này là người có tài vận tốt lành, sống vinh hoa phú quý. 1. Là môi hồng, răng trắng. Môi hồng là bờ môi có màu tươi hồng tự nhiên. Răng trắng đều là răng đều đặn, không sắc nhọn, không bị hô. Răng trắng, răng không thưa, không chồng đè lên nhau. Kèm theo tướng mạo kiểu này là âm thanh giọng nói nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng. Những người phụ nữ có nét tướng này là người có hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng yêu thương đằm thắm. Người phụ nữ có đặc điểm này có thể hưởng thụ đời sống tình cảm tốt đẹp. Ưu điểm lớn nhất về tính cách chính là tính cách dung hòa, không bị cảm xúc chi phối mà cũng không thích cuộc sống thường xuyên thay đổi nhanh chóng. Hơn nữa còn là người rất chu đáo, vì vậy khiến cho sự gắn kết trong gia đình bền vững, nền tảng tinh thần tình cảm vững chắc. Những người phụ nữ này thường giúp cho chồng con vui vẻ, hạnh phúc. Môi hồng và răng trắng đều không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và quyến rũ, mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Môi hồng tự nhiên và răng trắng đều thể hiện sự sức khỏe và sự quan tâm đến bản thân, đồng thời là dấu hiệu của một tâm hồn trong sáng và tươi vui. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ sở hữu môi hồng và răng trắng thường được xem là người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và đầm ấm. Họ thường được chồng yêu thương và quý trọng, tạo nên một môi trường gia đình an yên và hạnh phúc. Sự tươi vui và hòa mình trong tình yêu của họ khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên trọn vẹn và ấm áp. Ưu điểm lớn nhất của tính cách của những người phụ nữ này là tính cách dung hòa và không bị cảm xúc chi phối. Họ không chỉ giỏi trong việc quản lý cảm xúc của bản thân, mà còn luôn chu đáo và quan tâm đến gia đình. Sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau trong gia đình được xây dựng trên nền tảng của sự tình cảm vững chắc, tạo điều kiện cho sự phát triển và hạnh phúc bền vững. Tóm lại, người phụ nữ sở hữu môi hồng và răng trắng không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và quyến rũ, mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Sự hòa mình trong tình yêu và sự quan tâm đến gia đình là điều quan trọng nhất giúp cho cuộc sống hôn nhân trở nên trọn vẹn và hạnh phúc. 2. Là chiếc cằm tròn đầy đặn. Những người có cằm tròn thường là tính tình mềm mỏng, dễ hòa hợp với người xung quanh. Họ cũng là những người phụ nữ yêu đời. Trong sách nhân tướng học xem tướng số có viết Phong hạm trọng di, vượng phu hưng gia, có ý nói rằng người sở hữu chiếc cằm đầy đặn, hơn nữa còn là hai cằm, chính là người có quý tướng trợ giúp chồng. Những người phụ nữ như thế này sẽ mang lại may mắn cho chồng. Họ là người vợ mẫu mực, vừa có đức vừa có tài, không chỉ chăm sóc chu đáo cả gia đình mà còn cởi mở rộng lượng, nhân từ đôn hậu, là người bạn đời đáng tin cậy. Chiếc cằm tròn và đầy đặn không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và hài hòa mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Những người phụ nữ có chiếc cằm như vậy thường được mô tả là những người tính tình mềm mỏng,
dễ hòa hợp với mọi người. Họ yêu đời và luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Theo sách Nhân Tướng Học, chiếc cằm đầy đặn được coi là biểu hiện của sự quý tướng và may mắn. Người phụ nữ sở hữu chiếc cằm này thường được xem là người có vai trò quan trọng trong gia đình, mang lại may mắn và thành công cho chồng và gia đình. Họ là những người vợ mẫu mực, vừa có đức vừa có tài, luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình và sẵn lòng hỗ trợ chồng trong mọi hoàn cảnh. Ưu điểm lớn nhất của những người phụ nữ có chiếc cằm tròn và đầy đặn là tính cách dung hòa và nhân từ. Họ không chỉ là những người vợ đảm đang mà còn là bạn đời đáng tin cậy, sẵn lòng chia sẻ và ủng hộ chồng trong mọi hoàn cảnh. Sự nhân từ và rộng lượng của họ tạo nên một môi trường gia đình ấm áp và hạnh phúc. Tóm lại, người phụ nữ có chiếc cằm tròn và đầy đặn không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và hài hòa mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Sự nhân từ và rộng lượng của họ là nguồn động viên và hỗ trợ quan trọng cho gia đình và người thân yêu. 3. Là mũi cao thẳng. Người có tướng mũi thẳng, đỉnh mũi cao, sơn căn rộng và đầy đặn, cánh mũi nở là người có tướng vượng phu ích tử. Người phụ nữ có tướng này cũng là người hậu vận tốt lành, có số mệnh phụ phu nhân. Nếu tham gia công tác xã hội thì những người phụ nữ này cũng có tướng thành công. Họ cũng là người tài giỏi phò tá tốt cho chồng. Người phụ nữ có tướng mũi thẳng, đỉnh mũi cao, sơn căn rộng và đầy đặn thường được xem là người mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Tính cách và số mệnh của họ thường được đánh giá cao và có xu hướng hướng đến sự thành công và hạnh phúc. Theo sách Nhân Tướng Học, người phụ nữ sở hữu tướng mũi này thường được coi là người hậu vận tốt lành và có số mệnh phụ phu nhân. Tướng mũi thẳng và cao thường được liên kết với sự thành công và uy tín trong công việc và xã hội. Họ có khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt, giúp họ nổi bật và đạt được nhiều thành công trong công tác xã hội. Ngoài ra, người phụ nữ có tướng mũi thẳng và cao cũng được xem là người tài giỏi và phù hợp để phò tá cho chồng. Sự thông minh và khả năng phối hợp của họ giúp họ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng chồng trong mọi hoàn cảnh. Người phụ nữ có tướng mũi thẳng và cao thường được xem là người mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Sự thành công và uy tín của họ thường được đánh giá cao và khả năng phối hợp và phò tá tốt giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cả cuộc sống cá nhân và xã. 4. Là mái tóc mềm mại. Người phụ nữ có mái tóc mềm mại thường có tính cách nhu hòa, ít khi tự tìm đến phiền não và phiền toái, cho nên cuộc sống của họ cũng tương đối trầm tĩnh, an nhàn. Những người này biết nhu cương phù hợp nên cân đối hài hòa trong đối nhân xử thế, giữ được gia đình yên vui đầm ấm. Người phụ nữ có mái tóc mềm mại thường mang trong mình một tính cách nhu hòa và hiền hậu. Tính cách này thường phản ánh sự bình tĩnh và sự ổn định trong cuộc sống của họ. Họ ít khi tự tìm đến phiền não và phiền toái. Thay vào đó, họ thích tận hưởng cuộc sống một cách trầm lặng và an nhàn. Những người phụ nữ này thường biết cách điều chỉnh và cân đối trong mọi tình huống, từ đó giữ cho môi trường gia đình luôn yên bình và hạnh phúc. Sự nhu cầu phù hợp giúp họ duy trì mối quan hệ với mọi người một cách hài hòa và đồng điệu, tạo điều kiện cho sự thăng tiến và phát triển của gia đình. Theo quan niệm dân gian, mái tóc mềm mại còn được xem là một dấu hiệu của may mắn và tài lộc. Sự hiền hậu và bình tĩnh của người phụ nữ này thường thu hút may mắn và cảm hứng tích cực, từ đó mang lại nhiều thành công và tiền tài cho gia đình. Mái tóc mềm mại không chỉ là biểu hiện của vẻ đẹp mà còn là dấu hiệu của tính cách bình tĩnh và nhu hòa. Người phụ nữ sở hữu mái tóc như vậy thường mang lại không chỉ sự hạnh phúc và ổn định cho bản thân mà còn là nguồn động viên và may mắn cho gia đình và người thân. 5. Là nhân trung rõ ràng. Người phụ nữ có nhân trung rõ ràng và sâu dài nhất định là người phụ nữ có khả năng sinh nở tốt. Những người phụ nữ này thường là mẹ hiền và có những đứa con hiếu thuận. Phụ nữ có nhân trung đẹp cũng là có tướng sống lâu, cho nên nhân trung còn được ví là thọ đường, thông minh cộng thêm trường thọ, có chồng giàu sang vinh hiển, con cái hiếu thảo, thật là tốt số. Người phụ nữ có nhân trung rõ ràng và sâu dài thường được coi là người mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc sinh nở và nuôi dưỡng gia đình. Tính cách của họ thường phản ánh sự hiền lành, nhân từ và lòng hiếu thảo. Theo quan niệm dân gian,
Nhân trung đẹp và rõ ràng là dấu hiệu của khả năng sinh nở tốt. Những người phụ nữ có nhân trung như vậy thường là mẹ hiền và có khả năng nuôi dưỡng con cái tốt, hay từ đó tạo nên một môi trường gia đình hạnh phúc và ấm áp. Con cái của họ thường hiếu thuận và biết quý trọng gia đình. Ngoài ra, nhân trung đẹp cũng được liên kết với tuổi thọ và sức khỏe tốt. Người phụ nữ có nhân trung này thường được coi là có trường thọ và sống lâu, mang lại sự bền vững và ổn định cho gia đình. Đồng thời, họ cũng có khả năng thu hút may mắn và tài lộc, từ đó tạo điều kiện cho cuộc sống, gia đình thịnh vượng. Tóm lại, nhân trung rõ ràng và sâu dài không chỉ là dấu hiệu của vẻ đẹp mà còn là biểu hiện của tính cách hiền lành và sức khỏe tốt. Người phụ nữ sở hữu nhân trung như vậy thường mang lại nhiều phúc lộc và may mắn cho gia đình, từ đó tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. 6. Là dái tai to và dày. Người có dái tai dày rộng thường được gọi là người có tướng Phật. Những người này thường là người có mệnh tốt, về tiền bạc hay bạn bè bằng hữu đều rất tốt. Phụ nữ có dái tai to lại mềm mại thì đối với người khác vô cùng khoan dung nhân hậu. Đặc biệt là đối với chồng và con cái đều nhất mực chăm sóc, có tấm lòng thông cảm, vì thế gia đình đầm ấm hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Người có dái tai dày rộng thường được mô tả là người có tướng Phật, biểu tượng cho sự từ bi và lòng nhân ái. Tính cách của họ thường được đánh giá là hòa nhã, hướng ngoại và dễ gần gũi. Họ thường được xem là người có mệnh sống tốt, với may mắn trong vấn đề tiền bạc và có nhiều bạn bè đáng tin cậy. Trong trường hợp của phụ nữ có dái tai to và mềm mại, tính cách của họ thường được miêu tả là vô cùng khoan dung và nhân hậu. Họ có khả năng cảm thông và chia sẻ với người khác, đặc biệt là với gia đình và những người thân yêu. Sự chăm sóc và quan tâm của họ giúp tạo nên một môi trường gia đình ấm áp và hạnh phúc, với tình thương và hòa thuận lan tỏa khắp nơi. Tóm lại, người có dái tai to và dày thường được xem là mang lại nhiều phúc lộc và hạnh phúc cho cuộc sống, với tính cách hòa nhã và nhân hậu. Sự tận tâm và thông cảm của họ giúp tạo nên một gia đình đầm ấm và hòa thuận. 7. Là lông mày lá liễu. Lông mày lá liễu là lông mày thanh mảnh cong dài. Phụ nữ có lông mày lá liễu là người có tấm lòng lương thiện, là người có tâm địa đặc biệt ôn nhu. Tuy nhiên, người sinh ra có lông mày lá liễu như này cũng không nhiều. Nếu gặp được cô gái như thế này, hãy nhiệt tâm nắm bắt, kẻo bỏ lỡ cơ hội mà để người khác theo đuổi mất nha. Lông mày lá liễu được mô tả là lông mày thanh mảnh, cong dài, tạo ra vẻ đẹp nhẹ nhàng và duyên dáng. Phụ nữ có lông mày lá liễu thường được xem là người có tấm lòng lương thiện và đặc biệt là ôn hòa và nhân từ. Một nụ cười từ những đôi mắt có lông mày lá liễu thường chứa đựng sự ấm áp và sự dịu dàng. Tuy lông mày lá liễu không phổ biến, nhưng khi gặp được người phụ nữ sở hữu nét đẹp này thì đó thật sự là một cơ hội quý giá. Họ có tâm hồn tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Khả năng ôn nhu và nhân từ của họ là điều đáng quý và đó cũng là nguồn gốc của sự hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Nếu có cơ hội gặp được một người phụ nữ có lông mày lá liễu, hãy nắm bắt và trân trọng, bởi đó là một dấu hiệu của phúc lộc và tài lộc. Sự nhẹ nhàng và tình cảm của họ sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho cuộc sống của bạn và đem đến một tương lai tươi sáng và thành công. 8. Là mặt chữ điền. Khuôn mặt chữ điền nghĩa là cái trán của họ có dạng hình vuông, còn khung xương quai hàm nhô ra, đồng thời khuôn mặt đầy đặn. Phụ nữ có gương mặt chữ điền là người phóng khoáng, tốt tính và vui vẻ với xung quanh. Những người này thường là người tấm lòng từ bi. Những người phụ nữ này cũng là người có sự nhiệt thành với xung quanh, sống chân thành và mạnh mẽ, có chữ tín. Mặt chữ điền được mô tả bởi sự vuông vức của trán, cùng với khung xương quai hàm, nhô ra và khuôn mặt đầy đặn. Phụ nữ có khuôn mặt chữ điền thường được cho là những người phóng khoáng, tử tế và luôn tươi cười, tạo ra một không gian xung quanh tích cực và vui vẻ. Họ thường được biết đến với tấm lòng từ bi, sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn mạnh mẽ và chân thành trong mọi tình huống. Những người phụ nữ này thường sống chân thành và mạnh mẽ, mang theo chữ tín và lòng nhiệt thành trong mọi mối quan hệ. Sự thành thật và mạnh mẽ của họ giúp họ tạo ra một môi trường xã hội tích cực, nơi mọi người cảm thấy được tâm và hạnh phúc. Nếu bạn có cơ hội gặp được một người phụ nữ có khuôn mặt chữ điền, hãy đón nhận và trân trọng, vì đó là một dấu hiệu của phúc lộc và tài lộc. Sự nhiệt thành và lòng từ bi của họ sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn
cho cuộc sống của bạn và giúp bạn tiến xa hơn trên con đường thành công và an lạc. 9. Là đôi mắt trong veo. Người có đôi mắt hơi to, lòng trắng và đen rõ ràng, đồng tử sáng trong là người thông minh. Người phụ nữ có đôi mắt xinh đẹp như này đều rất hồn nhiên trong sáng, đơn giản, cởi mở, như một cô bé gái xinh đẹp, tốt tính. Người phụ nữ này biết trước biết sau, sống có nghĩa tình. Những người này cũng thường rất biết đối đãi với người khác. Đôi mắt trong veo được mô tả bởi sự to và sáng trong của đồng tử, cùng với lòng trắng và đen rõ ràng. Người có đôi mắt như vậy thường được xem là người thông minh và sáng sủa. Phụ nữ có đôi mắt xinh đẹp như này thường mang trong mình vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên, tỏa ra sự đơn giản và cởi mở như một cô bé gái dễ thương. Những người phụ nữ này sống có tấm lòng chân thành và biết trân trọng giá trị của tình cảm. Họ luôn biết trước, biết sau và có khả năng cảm thông và đối đãi với người khác một cách tử tế và lịch sự. Sự thông minh và sự đẹp đẽ của đôi mắt này không chỉ là một dấu hiệu của vẻ ngoài, mà còn là một biểu hiện của tâm hồn trong sáng và tốt lành. Nếu bạn được gặp một người phụ nữ có đôi mắt trong veo như vậy, hãy đón nhận và trân trọng, vì đó là một dấu hiệu của phúc lộc và tài lộc. Sự hồn nhiên và tình cảm của họ sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho cuộc sống của bạn và giúp bạn tiến xa hơn trên con đường thành công và an lạc. 10. Là giọng nói nhẹ nhàng. Phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào là người có tính tình lương thiện, tính tình hài hòa tốt bụng. Những người phụ nữ nói nhẹ nhàng là người phụ nữ có trí tuệ, hành xử hài hòa và là người biết điều. Những người phụ nữ này biết vun vén gia đình và tránh những xung đột xảy ra, biết ôn nhu hài hòa, biết đối đãi để chồng con đẹp mặt. Phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào thường mang trong mình sự lương thiện và tốt bụng. Giọng nói của họ là biểu hiện của tính tình hài hòa và lượng thiện, làm người khác cảm thấy thoải mái và ấm áp. Những người phụ nữ nói nhẹ nhàng thường có trí tuệ và hiểu biết. Họ biết cách giữ gìn hòa bình trong gia đình và tránh xa những xung đột không đáng có. Họ là những người biết điều, có khả năng làm việc một cách thông minh và hiệu quả. Bằng cách ôn hòa và hài hòa, họ tạo ra một môi trường sống tích cực và yên bình cho gia đình. Khả năng ôn nhu và biết đối đãi của họ giúp cho mối quan hệ với chồng và con cái trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ. Trong cuộc sống, nếu bạn may mắn đủ để gặp được một người phụ nữ có những đặc điểm này, hãy biết trân trọng và giữ gìn. Sự lương thiện và hòa nhã của họ sẽ mang lại phúc lộc, tài lộc và may mắn cho bạn. Tuy nhiên, không chỉ là sự may mắn mà còn là sự nỗ lực và tu dưỡng tâm tính hàng ngày mới thực sự tạo nên phúc khí và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong đời sống, nếu bạn có đủ 10 nét trên, xin chúc mừng. Nhưng không có nghĩa là bạn phải có đủ 10 nét tướng đó mới có phúc khí. Nếu chúng ta không ngừng tu dưỡng tâm tính, hành thiện sống nghĩ cho người khác trước đó, chính là đang tạo phúc khí cho chính mình. Và rồi một ngày phúc khí hiển thị. Phong thủy và những điều cấm kỵ dành cho nữ giới. Bí mật về phong thủy mà mỗi chúng ta đều không nên coi thường chúng, bởi nó cũng có thể gây ra nhiều nguy hiểm không ngờ đến. Đặc biệt là đối với nữ giới, có nhiều điều cần phải kiêng kỵ để tránh những điều không tốt xảy đến với bản thân. Hãy xem những điều cấm kỵ sau dành cho nữ giới. 1. Sử dụng những vật dụng không chắc chắn. Việc thường xuyên sử dụng những đồ dùng không có sự chắc chắn, như những chiếc ghế bị lung lay, giường ọp ẹp hay những chiếc ngăn bàn bị kẹt, sẽ làm cho tinh thần của nữ giới trở nên bất ổn. Nếu trong nhà có những vật dụng này, người phụ nữ sẽ luôn cảm thấy mọi thứ tẻ nhạt, không có nhiều niềm tin, hy vọng hay làm cuộc sống mới mẻ, tươi vui hơn. Người phụ nữ này trong chuyện tình cảm luôn xảy ra bất an, lo lắng sẽ dẫn đến không hạnh phúc, vận khí phong thủy cũng không thể tăng lên. Nếu duy trì sử dụng các vật dụng như vậy trong một thời gian dài sẽ khiến cho người nữ dễ gặp phải tình trạng trầm cảm, suy sụp tinh thần nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, xét về mặt phong thủy, bạn cần thay đổi ngay lập tức. Và nếu như người phụ nữ mà không quan tâm đến những vấn đề này thì họ cũng đang trải qua một tình trạng khá bất ổn về tâm lý để mà không thiết tha, để ý tới những thứ rõ là rất khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. 2. Lông mũi dài lộ ra ngoài. Với nữ giới, vẻ ngoại hình là vô cùng quan trọng. Do đó, việc để lông mũi dài và lộ ra ngoài cũng là một điều kém duyên, gây mất thẩm mỹ mà xét theo hướng phong thủy. Đó cũng còn là một điều tối kỵ.
Nếu xét về mặt hình thể, việc để lông mũi dài chĩa ra ngoài không khác gì bạn đang chĩa dao ra ngoài. Với những người có đặc điểm này, thì sẽ hút vận đào hoa xấu với nửa kia của mình, dễ bị xen ngang, phá hoại tình cảm của người thứ ba. Ngoài ra, chắc chắn là nếu bạn để lông mũi dài lộ ra bên ngoài, cũng khiến người khác đánh giá là người không chỉnh chu cẩn thận và yêu thương bản thân mình. Nó gây mất thẩm mỹ và khiến người đối diện cảm thấy khó chịu vì điều đó. Do đó, xét về mặt phong thủy hay thẩm mỹ, bạn cũng không nên để điều đó xảy ra. Đặc biệt là các bạn nữ 3. Đầu giường kê hướng Tây. Trái đất nằm trong vòng quay và xoay liên tục. Vòng quay của trái đất là từ Tây sang Đông. Đầu giường của bạn được kê hướng về phía Tây khi ngủ, bạn sẽ thấy mệt mỏi hơn. Đặc biệt đối với những người bị say tàu xe, biểu hiện này càng rõ ràng hơn bởi vì bạn phải sử dụng sức mạnh thể chất của mình để bù đắp cho việc tiêu thụ động năng. Do vậy, xét về mặt phong thủy và sức khỏe tuyệt đối không nên để đầu giường hướng theo hướng Tây. Nếu gia chủ là nữ, hướng này sẽ khiến cho nữ giới bị suy giảm về mặt tài lộc, sự nghiệp, cũng bị gặp nhiều trở ngại. Đồng thời, sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm sút, tính khí ngày càng trở nên cáu kỉnh, thậm chí dẫn tới nhiều xích mích và vợ chồng cãi vã nhau nhiều hơn. Do vậy, khi kê vị trí đầu giường hướng tốt nhất là hướng Bắc Nam, cùng với trọng lực địa từ, đầu giường ngủ hướng về phía Nam hoặc phía Bắc có lợi cho sức khỏe, bởi vì trong hệ thống tuần hoàn máu của con người, khi cơ thể ở hướng ngủ Bắc Nam, hướng của động mạch chủ và tĩnh mạch lớn, hướng ngủ của cơ thể con người và hướng từ trường của hướng Bắc và Nam Nam là như nhau. Khi bạn ngủ, có một cảm giác yên bình. 4. Hướng để giày dép. Xét về phong thủy, giày dép rất quan trọng, đặc biệt với nữ giới vì họ sở hữu nhiều hơn cả. Nói về sắp xếp, tủ giày thường bố trí ở một bên cửa ra vào, bên trái hoặc phải, tùy thuộc vào hướng mở cửa. Để tiện lợi cho việc sử dụng, nếu cửa ra vào mở về bên trái thì bạn hãy đặt tủ ở phía bên phải và ngược lại. Tuy nhiên, tủ giày dù đặt ở vị trí nào thì đều nên hướng tủ ở cạnh cửa, tránh đối diện với cửa chính bởi nó sẽ là vật cản đường đi của tài vận vào nhà bạn. Cất giày vào trong tủ cũng cần chú ý, nên để đầu mũi giày hướng vào phía trong, không nên để mũi giày hướng ra ngoài, đặc biệt là đối với giày mũi nhọn đang trở nên vô cùng phổ biến. Phong thủy giày dép cho rằng, đặt mũi giày hướng vào trong sẽ tránh cho chúng ta mỗi lần mở tủ. Những mũi giày nhọn tạo thành thế hỏa sát hướng về phía mình, lâu dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 5. Không phải ngày nào cũng cắt tóc được. Lông, tóc là hiện thân của dương khí. Chắc hẳn bạn đã nghe qua câu một sợi lông quản ba con quỷ. Nếu bạn cắt tóc hay nhổ lông vào những ngày xấu thì dương khí suy yếu, âm khí xâm nhập vào cơ thể, khiến bản thân bạn đau ốm, mang vận xui tới bạn. Do vậy, trong nhân gian, truyền miệng một số thời điểm kiêng cắt tóc như: nếu bạn đang có một mái tóc dài và đang muốn cắt ngắn đi để thay đổi phong cách của bản thân, bạn có thể cắt tóc vào hôm nào cũng được. Nhưng hãy nhớ tuyệt đối không cắt tóc vào ngày mùng 1. Đây là ngày đầu tháng, nên nếu để ý, bạn sẽ thấy các tiệm cắt tóc ngày này lại rất vắng khách. Theo quan niệm dân gian, bạn mà cắt tóc ngày mùng 1 thì sẽ hao tài trong suốt tháng đó, gặp chuyện không may nữa chứ. Do vậy mà chúng ta nên có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, mà tránh cắt tóc vào ngày mùng 1 âm lịch đầu tháng ra. Ngoài ra, trong năm, theo dân gian thì tháng 7, tháng cô hồn là tháng mở cửa địa phủ, tháng mà các linh hồn được về dương thế thăm người thân, mà từ ngày xưa các cụ ta đã cho rằng tóc là sự thể hiện của sức khỏe. Cắt tóc tháng 7 sẽ khiến cơ thể suy yếu, âm khí mạnh lên và dễ bị ma quỷ xâm nhập quấy phá. 6. Làm vỡ gương hoặc đồ trang sức. Đã từ lâu, gương soi vốn dĩ trở thành vật dụng quen thuộc trong đời sống hàng ngày, không có nhà nào là không có gương trong nhà. Đối với phụ nữ, gương soi lại đặc biệt quan trọng bởi người phụ nữ thường rất trọng ngoại hình. Tuy nhiên, gương soi còn có nhiều điều bí ẩn liên quan đến thế giới tâm linh mà không phải ai cũng biết đến. Thậm chí, trong dân gian còn lưu truyền những điều kiêng kỵ tuyệt đối không được làm với gương soi nếu không muốn gặp điềm gở, tai ương. Do đó, với việc làm vỡ gương soi, chắc hẳn không còn gì lạ lẫm đối với bạn khi nghe về những rắc rối, xui xẻo. Việc đánh vỡ hoặc gây ra những vết nứt trên gương hay đồ trang sức thì không những bạn sẽ gặp những điều chẳng lành, và đặc biệt chuyện tình cảm của bạn cũng có nguy cơ gặp trục trặc hoặc tiền bạc bị tiêu hao đi nhiều. 7. Vứt đồ đạc lung tung.
Nữ giới thường có rất nhiều đồ đạc, các loại phụ kiện cần phải sử dụng và đi kèm với đó là việc bạn có thể để đồ đạc của mình một cách lộn xộn, lung tung. Nhưng đây lại là một việc cấm kỵ nếu xét về mặt phong thủy của con gái. Do đó, khi dùng đồ, bạn nên để đồ đạc một cách gọn gàng, ngăn nắp. Bởi, dù xét về khía cạnh nào đi chăng nữa, nếu bạn có thói quen vứt đồ đạc lung tung, thì công việc của bạn cũng sẽ gặp rất nhiều trục trặc, rắc rối. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm món đồ mình muốn, nên kéo theo đó là nhiều sự muộn phiền, khó chịu, tức tối. Nếu người phụ nữ thường xuyên để tâm trạng không tốt, sẽ gặp không may trong cuộc sống, hay thậm chí là các mối quan hệ ngoài xã hội cũng không được tốt tốt. Người ngoài không thích giao lưu, kết bạn nên hạn chế đường công danh. Vậy nếu có thói quen này, bạn hãy cố gắng khắc phục, bởi chỉ có người phụ nữ biết yêu thương bản thân, trân trọng bản thân thì mới hạnh phúc. Vậy hãy thực hiện nó ngay từ những thói quen nhỏ nhất, bằng cách khi làm xong bất kỳ một vật dụng gì, hãy cất nó thật gọn gàng,